Kính chào quý khán thính giả, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với chương 8, bước phát triển mới của phong trào dân tộc ở Việt Nam sau chiến tranh. So với các giai đoạn trước, phong trào dân tộc ở Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu có những chuyển biến mới cả về nội dung và hình thức biểu hiện. Những chuyển biến đó bắt nguồn từ những biến đổi trong cơ cấu kinh tế, xã hội cũng như trong tâm lý và tư tưởng. Bên cạnh sự chi phối của các điều kiện kinh tế, xã hội ở trong nước, phong trào dân tộc Việt Nam vào thời kỳ này còn chịu tác động sâu sắc của tình hình trong khu vực và trên thế giới. Bối cảnh thế giới sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất từ năm 1914 đến năm 1918 về thực chất chỉ là một cuộc chiến tranh phân chia thế lực, khu vực ảnh hưởng và các khu thuộc địa giữa các cường quốc, đế quốc. Chiến tranh đã kết thúc, nhưng hậu quả của nó để lại còn hết sức nặng nề cho toàn nhân loại, khoảng 10 triệu người chết và 20 triệu người tàn phế do chiến tranh. Các khoản chi phí trực tiếp về quân sự của các nước tham chiến đã lên đến 200 tỷ đô la. Chiến tranh đã tàn phá hàng loạt các nhà máy, xí nghiệp, đường, giao thông, nhà cửa, trường học, đồng thời đẩy nhiều nước tư bản vào tình trạng suy kiệt về tài chính. Ngày 18 tháng 1 năm 1919, đại diện các nước thắng và bại trận trong hai phe liên minh và hiệp ước đã tổ chức tại Versailles gần thủ đô nước Pháp để phân chia quả thực chiến tranh. Nước Anh rồi đến nước Pháp giành được nhiều quyền lợi nhất. Còn những nước bại trận điển hình là Đức vừa mất các thuộc địa vừa phải bồi thường các chi phí chiến tranh lên đến 100 tỷ mark. Kết quả hội nghị Versailles cũng đã dẫn đến sự ra đời của một số quốc gia mới trên lãnh thổ của các nước đế quốc Áo Hung và một phần lãnh thổ mà Đức chiếm đóng trước kia, đó là các nước Ba Lan, Tiệp Khắc, Áo, Hungary và Nam Tư. Từ đầu năm 20 trở đi, các nước tư bản bước vào thời kỳ khôi phục phát triển kinh tế. Đây là thời kỳ ổn định cục bộ và tạm thời của chủ nghĩa tư bản thế giới. Chiến tranh thế giới đã làm thay đổi vị trí tương quan lực lượng giữa các nước đế quốc, đồng thời đưa đến một hệ quả ngoài ý muốn của tất cả nước tư bản, đó là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga năm 1917, thắng lợi dẫn đến việc sự ra đời của nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới. Với thắng lợi của cách mạng tháng 10, hệ thống dây chuyền đế quốc chủ nghĩa thế giới bị chặt đứt và con đường cách mạng vô sản đã được khai thông, nối liền từ Tây sang Đông. Về ý nghĩa to lớn của cuộc cách mạng tháng 10 Nga, một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng Cộng sản Bolshevik Nga, nhà nước Xô Viết là Stalin đã viết, cách mạng tháng 10 đã mở đầu thời đại mới, thời đại cách mạng vô sản trong các nước đế quốc chủ nghĩa. Cách mạng tháng 10 đã mở đầu một thời đại mới, thời đại cách mạng thuộc địa. Các nước bị áp bức trên thế giới, liên minh với giai cấp vô sản dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản. Cách mạng tháng 10 đã làm cho vấn đề dân tộc trước kia là một vấn đề hẹp hòi, cục bộ giữa các dân tộc văn minh, châu Âu trở thành một vấn đề rộng lớn bao gồm các dân tộc bị áp bức trên thế giới, đấu tranh giải phóng khỏi ách áp bức chủ nghĩa. Cách mạng tháng 10 đã bắc một cái cầu gắn liền cách mạng vô sản phương Tây và cách mạng giải phóng dân tộc phương Đông, lập thành một mặt trận cách mạng rộng lớn của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Dưới ảnh hưởng trực tiếp của cách mạng tháng 10 Nga và cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh chống đế quốc ở các nước tư bản phương Tây đã dâng lên mạnh mẽ, sôi nổi. Đầu năm 1918, cách mạng công nhân bùng nổ ở Phần Lan. Tháng 10 năm 1918, chế độ quân chủ Áo Hung bị sụp đổ. Cũng trong năm này, giai cấp công nhân Đức đã nổi dậy quật đổ chế độ quân chủ và thành lập chính quyền Xô Viết trong một thời gian. Tháng 3 năm 1919, nước Cộng hòa Xô Viết Hungary đã được thành lập và tồn tại trong 4 tháng. Hiện tại các nước tư bản khác như Anh, Pháp, Italia, Mỹ, nhiều cuộc bãi công và đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động đã nổ ra khá rầm rộ. Do sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng từ năm 1918 trở đi, tại nhiều nước châu Âu, các đảng cộng sản đã lần lượt được thành lập tháng 3 năm 1919 trước yêu cầu của mới của sự nghiệp cách mạng. Quốc tế cộng sản tức quốc tế thứ ba, bộ đội tham mưu chiến đấu của giai cấp vô sản quốc tế đã ra đời tại Moscow. Sau khi được thành lập, quốc tế cộng sản đã tiến hành tuyên truyền tư tưởng cộng sản, đồng thời đề ra đường lối, phương hướng và trực tiếp chỉ đạo giúp đỡ các nước thuộc địa và phụ thuộc trong cuộc đấu tranh chống ách nô lệ nô dịch của chủ nghĩa tư bản phương Tây. Ở châu Á, tháng 3 năm 1919, cuộc khởi nghĩa của nhân dân Triều Tiên chống Nhật bùng nổ. Sang tháng 5 cho đó, phong trào ngũ tứ mang tính chất dân tộc dân chủ đã nổ ra và lan rộng khắp Trung Quốc, thu hút hàng triệu người tham gia. Tại Ấn Độ, phong trào bất hợp tác chống ách thống trị của thực dân Anh cũng đã nhận được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân trong nhiều năm.
Tuy nhiên, từ năm 1924 đến năm 1925 trở đi, phong trào cách mạng thế giới tạm thời lắng xuống đối với các nước đế quốc. Đây là thời kỳ vừa ra sức khôi phục phát triển kinh tế, vừa tìm cách bao vây phá hoại Liên Xô thành trì cách mạng thế giới. Sự đối nghịch lúc ngấm ngầm khi công khai giữa hai phe, hai hệ thống có chế độ xã hội chính trị khác nhau là tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa đã xuất hiện và trở thành đặc điểm lớn nhất của thời đại của lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Cuộc vận động giải phóng dân tộc Việt Nam thời kỳ sau chiến tranh đã diễn ra và phát triển trong bối cảnh lịch sử đó. Hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc. Nguyễn Ái Quốc hồi nhỏ mang tên là Nguyễn Sinh Cung, sau đổi thành Nguyễn Tất Thành, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cha của người là Nguyễn Sinh Sắc, sinh năm 1863, mất năm 1929, đỗ phó bảng, bị ép ra làm quan, sau bị cách chức chuyển sang làm nghề thầy thuốc. Mẹ là người là Hoàng Thị Loan, sinh năm 1868, mất năm 1900, một phụ nữ có học, đảm đang, chăm lo cho chồng con hết mực. Sinh ra trong một gia đình trí thức yêu nước, lớn lên từ một miền quê có truyền thống đấu tranh quật khởi, Nguyễn Ái Quốc đã từ rất sớm đã có chí đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào. Người rất khâm phục tinh thần yêu nước của các chí sĩ như Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, nhưng không tán thành con đường cứu quốc của các cụ. Xuất phát từ lòng yêu nước và trên cơ sở rút kinh nghiệm thất bại của thế hệ cách mạng tiền bối, ngày 5 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Ái Quốc đã quyết tâm ra đi tìm con đường cứu nước mới hữu hiệu hơn. Nhưng khác với thế hệ thanh niên đầu thế kỷ hướng tới Nhật, Nguyễn Ái Quốc quyết định sang phương Tây, đến Pháp để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi sẽ trở về giúp đồng bào mình. Trong nhiều năm sau đó, người đã đi qua nhiều nước khác nhau ở các đại lục Á, Âu, Phi, Mỹ, đã phải làm nhiều nghề khác nhau như dọn rửa bát, dọn tàu, quét rác để sống và học tập. Nhờ đó người hiểu rằng ở đâu bọn đế quốc thực dân cũng tàn bạo, độc ác, ở đâu những người lao động cũng bị áp bức và bóc lột dã man. Vào cuối cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, khoảng năm 1917, người từ nước Anh trở lại Pháp. Tại đây, hoạt động đầu tiên của người là đấu tranh đòi cho binh lính thợ thuyền Việt Nam được sớm hồi hương trở về với gia đình. Năm 1919, người gia nhập Đảng Xã hội Pháp, một đảng tiến bộ chủ trương chống lại các chính sách áp bức bóc lột của thực dân Pháp ở các thuộc địa. Tháng 6 năm 1919, nhân dịp các nước thắng trận trong chiến tranh thế giới thứ nhất họp tại hội nghị Versailles Pháp, Nguyễn Ái Quốc thay mặt nhóm người Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi tới hội nghị bản yêu sách của nhân dân An Nam để tố cáo chính sách thực dân Pháp và đòi chính phủ Pháp phải thực hiện các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam. Bản yêu sách gồm 8 điểm như sau: 1. Tổng ân xá tất cả những người bản xứ bị án tù chính trị. 2. Cải cách nền pháp lý Đông Dương bằng cách để người bản xứ cũng được quyền hưởng những đảm bảo về mặt pháp luật như người châu Âu. Xóa bỏ hoàn toàn các tòa án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân An Nam. 3. Tự do báo chí, tự do ngôn luận. 4. Tự do lập hội và hội họp. 5. Tự do cư trú ở nước ngoài, tự do xuất dương. 6. Tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp ở tất cả các tỉnh cho người bản xứ. 7. Thay thế chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật. 8. Có đại biểu thường trực của người bản xứ do người bản xứ bầu ra tại nghị viện Pháp để giúp nghị viện biết được những nguyện vọng của người bản xứ. Vào giữa năm 1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin đăng trên báo Nhân Đạo, cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Pháp. Người vui mừng đến phát khóc lên và muốn nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta. Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu quốc, cứu nước. Người khẳng định chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách bị nô lệ. Cũng từ đây, người hoàn toàn tin theo Lenin, tin theo quốc tế thứ ba. Tại đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Pháp, họp tại Tours vào cuối tháng 12 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành gia nhập quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Hành động bỏ phiếu ủng hộ quốc tế thứ ba là sự kiện đánh dấu bước nhảy vọt trong tư tưởng chính trị của Nguyễn Ái Quốc, từ lập trường yêu nước chuyển sang lập trường cộng sản.
Tự sự kiện đó cũng mở ra cho cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn gắn phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào công nhân quốc tế, đưa nhân dân Việt Nam đi theo con đường mà chính người đã trải qua, từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác Lênin. Sau này, chính người đã thừa nhận lúc đầu chính là chủ nghĩa yêu nước chứ không phải là chủ nghĩa cộng sản đã làm tôi tin theo Lênin, tin theo quốc tế thứ ba. Từng bước một trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu lý luận Mác Lênin, vừa làm công tác thực tế, dần dần tôi hiểu rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ. Sau khi đã tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc, từ năm 1921 trở đi, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục học tập để bổ sung và hoàn thiện tư tưởng cứu nước của mình, đồng thời tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào trong nước nhằm chuẩn bị tiền đề để về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, nhân tố cơ bản đầu tiên bảo đảm mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta. Giữa năm 1921, tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhà cách mạng Algeria, Tunisia, Maroc, Madagascar thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa để tiến hành tuyên truyền đường lối và các hoạt động của hội. Nguyễn Ái Quốc và những người lãnh đạo hội quyết định sáng lập báo Le Paria, người cùng khổ, vào ngày 11 tháng 4 năm 1922. Tính đến năm 1926, báo Le Paria phát hành được 38 số, mỗi số in chừng 1.000 đến 5.000 bản. Trong đó một nửa số báo được gửi đi các thuộc địa của Pháp ở Châu Phi và Đông Dương. Ngoài việc lập hội liên hiệp thuộc địa ra và ra báo Người Cùng Khổ, Nguyễn Ái Quốc còn tích cực tổ chức các buổi diễn thuyết, đặc biệt đã viết và đăng nhiều bài trên các báo Nhân Đạo, Đời Sống Công Nhân, tập san, thư tín quốc tế. Năm 1925, người cho in tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp ở Paris. Với tư cách là trưởng tiểu ban Đông Dương của Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc cũng đã góp phần quan trọng vào việc tố cáo tội ác của chủ nghĩa thực dân Pháp ở các thuộc địa, đồng thời tiến hành tuyên truyền tư tưởng Mác Lênin, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa những người cộng sản và nhân dân lao động Pháp với các nước thuộc địa và phụ thuộc. Tháng 6 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc bí mật từ Paris đến Moscow. Trong thời gian gần một năm rưỡi ở Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc đã ra sức tìm hiểu và tình hình mọi mặt của chế độ Xô Viết, tích cực nghiên cứu các vấn đề về dân tộc và thuộc địa trong quốc tế cộng sản. Bên cạnh đó, người còn tham dự nhiều hội nghị quốc tế quan trọng như Đại hội Quốc tế Nông dân, Đại hội Quốc tế Công hội Đỏ, Đại hội Quốc tế Thanh niên. Đặc biệt, từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7 năm 1924, người đã tham dự đại hội lần thứ 5 của Quốc tế Cộng sản. Tại đại hội này, người trình bày một bản báo cáo rất quan trọng về vấn đề dân tộc và thuộc địa bằng nhiều số liệu và tư liệu cụ thể. Bản báo cáo đã làm sáng tỏ và phát triển một số luận điểm của Lenin về bản chất của chủ nghĩa thực dân, về nhiệm vụ của các đảng viên Đảng Cộng sản trên thế giới trong cuộc đấu tranh chống áp bức, bóc lột và giải phóng các dân tộc thuộc địa. Như vậy, thời kỳ hoạt động ở Liên Xô là thời kỳ Nguyễn Ái Quốc tiếp tục phát triển và hoàn chỉnh thêm tư tưởng về cách mạng giải phóng dân tộc. Thông qua nghiên cứu thực tiễn và học tập trong các sách báo Marxist, nội dung tư tưởng chính trị của người trong những năm 20 bao gồm những điểm sau đây. 1. Người chỉ rõ bản chất của chủ nghĩa thực dân là ăn cướp và giết người. Vì vậy, chủ nghĩa thực dân là kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới. 2. Cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới. Cách mạng giải phóng dân tộc phải thực hiện đoàn kết và liên minh với các lực lượng cách mạng quốc tế, phải gắn liền sự nghiệp giải phóng dân tộc với giải phóng nhân dân lao động và giai cấp công nhân. Người nói, chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc. Cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và cách mạng thế giới. Người cho rằng cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc có mối quan hệ khăng khít biện chứng với nhau nhưng không phụ thuộc vào nhau. Cách mạng giải phóng dân tộc có thể bùng nổ và giành thắng lợi trước cách mạng vô sản chính quốc. Ở đây, Nguyễn Ái Quốc muốn nhấn mạnh tới vai trò tích cực, chủ động của các dân tộc thuộc địa trong cuộc đấu tranh giải phóng khỏi ách áp bức của chủ nghĩa thực dân. 3. Ở một nước nông nghiệp lạc hậu, nông dân lại là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội, bị đế quốc phong kiến áp bức, bóc lột nặng nề. Vì vậy, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi cần phải thu phục, lôi cuốn được nông dân đi theo, cần phải xây dựng khối liên minh công nông làm động lực của cách mạng. Đồng thời, trên cơ sở liên minh công nông phải thu hút, tập hợp được sự tham gia rộng rãi của đông đảo các tầng lớp khác.
vào trận tuyến đấu tranh của dân tộc. 4. Cách mạng muốn giành được thắng lợi, trước hết phải có đảng cách mạng nắm vai trò lãnh đạo. Đảng muốn vững mạnh phải đi theo học thuyết Marx Lenin. Đảng phải có đội ngũ cán bộ sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì mục đích của đảng, vì lợi ích và sự tồn vong của dân tộc, vì lý tưởng giải phóng giai cấp công nhân và nhân loại. 5. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân chứ không phải việc của một người. Vì vậy cần phải tập hợp, giác ngộ và từng bước tổ chức quần chúng đấu tranh từ thấp đến cao. Đây là quan điểm cơ bản đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc về nghệ thuật vận động quần chúng và tiến hành đấu tranh cách mạng. Những quan điểm tư tưởng cách mạng trên đây của Nguyễn Ái Quốc được giới thiệu trong các tác phẩm của người cùng các tài liệu Marxist khác đã theo những đường dây bí mật của Đảng Cộng sản Pháp để truyền về trong nước đến với các tầng lớp nhân dân Việt Nam, tạo ra một xung lực mới, một chất men kích thích phong trào dân tộc phát triển và nhanh chóng chuyển mình theo xu hướng cách mạng mới của thời đại. Cũng từ đây, những người yêu nước Việt Nam bắt đầu hướng về Nguyễn Ái Quốc, một lãnh tụ cách mạng thiên tài đang như ngọn hải băng chỉ đường, dẫn lối đưa toàn thể dân tộc và nhân dân đi tới độc lập tự do. Tôi xin dừng cuộc đọc hôm nay ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ đến với các hoạt động yêu nước của người Việt Nam ở nước ngoài.